cái gì, anh mới đi ra đây mà. Để coi mà anh có chạy nữa hay không nha các bạn. Chắc không phải gắng chạy ra xong hết quận các bạn. Giờ mình ra mình quay cái này cho các bạn xem nha. Đó, xa xa đằng kia có cặp xe bò đi lại nè. Cái mía bên đây là khô quá nó các bạn. Đất này khô, còn phía bên kia là ướt quá. Đó. Đi chạc mì các bạn, chạc phá lắp mặt bằng trên đám mì á. Đó, giờ đi về. Về sớm nha anh. Ê, cái gì anh mới đi ra đây mà. Anh mới ra đó chút mà. Hai bò này bữa anh quay trong chạy của anh ba trước đó các bạn. Là hai bò này nè. Bữa nay được chạy về. Rồi chú hai ba phải không? Ờ à, nãy nghe anh kia nói anh chạy trước mà đi hết một cầu rồi đó đó. Hả? Ờ à, còn chuyến 2007 của ai? Đó. Ảnh là chủ của cái con Isuzu 2003 các bạn. Isuzu 2003 là của ảnh đó. Anh đợi chiếc xe đó với cặp bò. Cặp bò đi chạc vậy thì cũng 300.000 mẫu các bạn. Có nhiều người thì ưa chuộng bò nha các bạn, tại vì bò nó chạc thì cái đất nó không có dẻ nha. Còn mấy cày mình chạy chạc thì nó bị dẻ đất. Đó, nơi đó nhiều khi người ta chọn bò nha các bạn. Đây cũng dài quận nữa gần xong các bạn. Không.
chạy về tới về luôn lâu lắm. Tối mình thức tới gần 12 giờ các bạn, nên giờ hả ngáp dài ngáp ngắn. Bụi quá. Cái qua phía bên đây các bạn, qua phía bên đây là càng ngày nó càng khô rồi nên nó chạy cũng dễ hơn chút rồi, còn cái bên kia là nó ướt nhiều hơn. Mình đi với Nhã nha các bạn, đi với cuộc sống Tây Ninh. Anh em gắng đi quay mấy ngày nữa là xong các bạn. Anh em tính đi miền Tây, tính đi về Kiên Giang á các bạn, nên nó là Nhã thì đi á, còn mình thì đang lưỡng lự không biết có đi hay không. Mình tới đi miền Tây quay số mấy cài lạ lạ cho các bạn xem. Giống như là đi phải canh ngay cắt lúa các bạn, nên mới có mấy cài đầu quay, chứ còn miền Tây đa số bằng đông là cộ lúa toàn là xe ấy không à, xe cù không à, nên nó là cũng không có mấy cài quay nữa. Rồi này đang xuống. Giờ mình kết thúc video này đây nha các bạn. Mình qua bên kia mình quay cái chiếc cũng 1.8 luôn các bạn, nhưng mà nó là một cầu nha, quay chiếc 1.8 một cầu cho các bạn xem nha. Anh đang quần ở trong mấy cái chặn mấy cái hố bơm này mà. Đây đây khô rồi, nó chạy nó nhẹ hơn chút rồi.
Dàn xới này là của bên Trắng Vàng đó các bạn. Cái này là sơn lại, sơn lại là cái màu y chang màu của chú Ba Quang. Cái này là 2m3 nha các bạn. Rồi bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn những cái video tiếp theo của mình.